làm con sen không nên bỏ qua các dấu hiệu mèo bị đột quỵ. Chú mèo này một giây trước vẫn còn đang ngáp, nhưng nhanh chóng sau đó đã ngã xuống đất và về với thiên đường của mình. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức bạn sen không thể chấp nhận được và vô cùng đau lòng. Cụ thể, chủ nhân của em mèo này vừa về đến nhà, cô nàng đang bị cảm nên chỉ mau chóng ngồi xuống ghế mà không để ý chú mèo nhà mình có gì khác thường. Bởi vì nếu như mọi ngày, em mèo khi thấy cô gái về sẽ chạy đến nơi ôm. Nhưng hôm nay, nó chỉ ngồi im trước cửa. Sau đó, chú mèo bắt đầu ngáp, kiểu ngáp ngắn và không có âm thanh nào chính là dấu hiệu bất thường thứ hai. Em mèo đang muốn di chuyển, nó định bước đi thì cơn đau ập tới. Chủ mèo chỉ có thể đi được một bước và bắt đầu ngã xuống, cơ thể cứng đờ. Lúc ngã xuống, mèo con vẫn không bỏ cuộc, cố gắng dùng hơi thở cuối cùng để kêu chủ của mình. Nhưng lúc này, cô chủ của em đang ho liên tục vì bị cảm lạnh, nên càng không để ý đến tiếng rên rỉ yếu ớt của em. Mãi một lúc sau, cô gái mới chú ý đến tiếng rên rỉ đó. Nhưng vì là lần đầu nuôi mèo, cô nàng còn khá bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mèo cưng của mình. Chỉ là cô không thể ngờ rằng đó là lần cuối cô nhìn thấy em vẫn còn sự sống. Ngay khi nhận ra vấn đề và chạy đến bên em mèo, chú mèo nhỏ đã mất trên vòng tay của chủ nhân mình. Ngỡ ngàng và không biết chuyện gì đang xảy ra, cô gái chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên mèo cưng. Nhưng điều đó cũng không làm em quay lại được với thế giới này nữa. Em đã đi đến thiên đường của mình rồi. Mèo con ra đi quá đột ngột, mới hôm trước còn đứng trên cửa sổ gọi cô chủ yêu quý của mình, mà giờ này lại không còn nữa. Những ngày sau đó, cô gái đi làm về vẫn vô thức gọi Mimi, rồi đứng đơ người và khóc, bởi vì cô đang nhớ về những lúc em mèo đợi và chào đón cô ở nhà. Chủ mèo cô nàng nuôi đã 10 tháng, nhưng tình cảm với cô dành cho nó như 10 năm. Sự ra đi ấy đã để lại một vết đen trong trái tim của cô gái. Có người đã bình luận bảo cô nàng hãy nuôi bé mèo khác, nhưng cô không trả lời. Có lẽ cô sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ bỏ cô mà đi như Mimi vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu, nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.